55kg trận bán kết giải bóng truyền toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức tại nhà thi đấu. Đây là hiệp thứ 2. Gặp Huỳnh Hữu Đường của Ôn Đức Quảng đã góc đài xanh hạng 55kg trận bán kết buổi chiều ngày hôm nay. Rất tốt, chân phải đã nổ, đá nổ sát góc đài xanh. Trận chiều hôm nay các bạn nghe rất là sôi động, đơn vị nào khích mạnh chân đỏ thắng. Đỏ thắng còn đặng đỏ thắng. Trọng tài công bố kết quả. Kết quả trận đấu, võ sĩ Đặng Văn Thắng, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh thắng cuộc.